Mến chào cả nhà đến kênh Lam Phạm Thiền Giang. Ngày mới chúc cả nhà được nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở xã Mỹ Lợi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo chân anh Sang và anh Kiệt đến quay các anh cưa cây. Thì anh Sang sẽ cưa cây xoài. Cây xoài này nó nằm nghiêng về bên phía nhà sau. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình coi anh Sang sẽ cưa cây xoài này như thế nào nha. Bên phía xoài này có mấy cái cừu củi. Cái xoài này cũng không có lớn lắm à. Nhưng mà nó rất là nghiêng.
Đúng, nó gieo qua Hương nhà bà. Dạ, cái xoài này một năm có cho trái nhiều không bà? Nhiều à. Dạ. Mình không có xịt đâu, có một bông dạ. Đâu, trái đâu có nhiều. Cái xoài khe ghép không bà? Thơm. Dạ, xoài thơm. Dạ, cảm ơn bà. Đâu có gà đâu mà. Đúng, mẹ nó hớt nhiều lắm à.
Thanh Sang cũng đã hoàn thành xong cây xoài thơm nha cả nhà. Mình cũng xin tạm kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.